Chào mừng các bạn đến với kênh Mẹo Sức Khỏe, kênh chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích nhất cho bạn và gia đình bạn. Bài thuốc dân gian chữa đau dạ dày rất đơn giản, cực nhanh khỏi. Các bạn thân mến, bạn đang có cảm giác cồn cào hoặc đau rát, khó tiêu ở phần bụng trên hay còn gọi là đau thượng vị. Một số người có biểu hiện rõ như ăn những đồ chua hay bụng đói hoặc bụng no mà cảm thấy bị đau tức ở vùng thượng vị, vùng bụng là cho thấy bạn đang có biểu hiện của hiện tượng đau dạ dày. Đặc biệt nếu bạn có hiện tượng ợ chua thì đây chính là biểu hiện của đau dạ dày của rất nhiều người khi mới mắc phải bệnh này. Bạn hãy xem ngay video của chúng tôi để biết được bài thuốc chữa trào ngược dạ dày bằng gừng rất đơn giản, rẻ tiền nhưng hiệu quả bất ngờ. Để thực hiện phương pháp này bạn cần chuẩn bị. Nguyên liệu đầu tiên là một nhánh gừng tươi. Nguyên liệu thứ hai là mật ong nguyên chất. Cách thực hiện của chúng ta như sau. Gừng sau khi đã được rửa sạch, mình sẽ gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài của gừng đi. Sau khi đã làm sạch vỏ gừng xong, mình sẽ thái gừng thành các lát mỏng. Thái lát mỏng xong rồi, mình sẽ thái thật nhỏ lớp gừng này. Ngoài ra bạn có thể dùng dao hoặc chày đập dập những miếng gừng này ra. Bây giờ mình sẽ cho toàn bộ số gừng vào một cái cốc. Sau đó bạn hãy cho nước vừa đun sôi vào cái cốc này. Bạn sẽ dùng một chiếc đĩa đậy số gừng này lại. Chúng ta sẽ ủ trong 3 đến 5 phút. Và đây là cốc nước gừng của chúng ta. Mình sẽ vớt bớt cái phần xác gừng ra. Sau đó, mình sẽ cho vào cốc nước gừng này một chén nhỏ mật ong nguyên chất vào và khuấy thật đều tay lên. Đây là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần. Khi xuất hiện triệu chứng trào ngược dạ dày, bạn hãy uống ngay một cốc nước gừng mật ong này và hãy uống khi hỗn hợp còn ấm nhé. Bạn biết không, gừng là một trong những vị thuốc tự nhiên chữa bệnh tốt nhất. Gừng chứa các thành phần kháng viêm cũng như có tác dụng chống oxy hóa sẽ giúp bạn dễ chịu hơn khi bạn đau hay co thắt dạ dày. Trên đây là bài thuốc dân gian chữa đau dạ dày rất đơn giản, cực nhanh khỏi mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng những thông tin chúng tôi đưa ra sẽ hữu ích với các bạn. Đừng quên chia sẻ, ấn vào nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo bên cạnh để cập nhật video sức khỏe mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.